Kylian Mbappe chắc chắn là một trong những từ khóa hot nhất vào ngày hôm qua sau khi ngôi sao trẻ người Pháp tham gia một cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe để chia sẻ về rất nhiều những vấn đề xung quanh anh. Từ câu chuyện nội bộ tại Paris Saint-Germain, những lùm xùm chuyển nhượng và tham vọng tương lai của cầu thủ này. Với một ngôi sao tầm cỡ như Mbappe, chuyện anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo không phải là điều gì khó hiểu. Nhưng quả thật ngôi sao mang áo số 7 của Paris Saint-Germain luôn biết cách khiến cho cả thế giới phải chú ý đến mình. Trong một mùa hè đầy những biến động ở mọi ngóc ngách của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu, cùng với đó là sự sôi động của Euro 2020, Mbappe cũng đã có cho mình vài tháng hè bận rộn khi liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, ngay trước thềm Euro khởi tranh, Mbappe vướng vào vụ việc lùm xùm với người đàn anh Olivier Giroud khi hội quân cùng đội tuyển Pháp. Cụ thể, tiền đạo thuộc biên chế Chelsea khi đó đã có một phát biểu với hàm ý Mbappe không chịu truyền bóng cho anh ở một trận đấu giao hữu, và điều này đã khiến cho ngôi sao 22 tuổi cảm thấy rất không hài lòng. Ít ngày sau đó, Mbappe tổ chức một buổi họp báo công khai nhằm bày tỏ quan điểm của mình và mong muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước khi Euro khởi tranh. Ngót nghét một tháng sau, Mbappe tiếp tục chiếm trọn sự chú ý từ dư luận khi anh là một trong nhân tố chính trong thất bại ê chề của đội tuyển Pháp tại giải đấu lớn nhất lục địa già. Ngôi sao mặc áo số 10 đã chơi một trận đấu dưới sức khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn và đỉnh điểm là cú sút hỏng ăn từ cự ly 11m ở loạt sút luân lưu, qua đó góp phần vào thất bại của nhà đương kim vô địch thế giới trước đối thủ Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Trở về từ Euro 2020 đến lượt câu chuyện tương lai của Mbappe bị báo giới đem ra mổ xẻ. Trong bối cảnh anh chỉ có một năm hợp đồng với Paris Saint-Germain, mặc dù Lionel Messi và Cristiano Ronaldo mới là hai nhân vật chính của kỳ chuyển nhượng, nhưng cũng không vì thế mà vụ lùm xùm chuyển nhượng của Mbappe bị bỏ quên, đặc biệt là với các cổ động viên của Paris Saint-Germain và Real Madrid. Thậm chí ở những ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán tận 200 triệu euro để hỏi mua Mbappe. Những cái lắc đầu của đội chủ sân công viên các hoàng tử lại khiến cho câu chuyện này thêm phần hấp dẫn trong 12 tháng tiếp theo. Bước vào mùa giải mới, Mbappe lại vướng vào những vấn đề nội bộ tại Paris khi anh được cho là không hòa hợp với hai ngôi sao Neymar và Messi. Những hình ảnh trong một vài buổi tập cho thấy Mbappe thường tách riêng so với nhóm cầu thủ Nam Mỹ, để rồi đỉnh điểm là sự việc các máy quay bắt được hình ảnh Mbappe tỏ ra bất mãn và than phiền với các đồng đội rằng Neymar không chịu chuyền bóng cho anh trong trận đấu. Nếu Paris Saint-Germain nhận được một đô cho mỗi lần ngôi sao mang áo số 7 của họ xuất hiện trên mặt báo trong vài tháng qua, thì có khi giờ họ đã đủ tiền để trả lương cho Mbappe rồi cũng nên. Tất cả những điều kể trên lại thêm một lần nữa khiến người ta đặt ra câu hỏi về cá tính của ngôi sao trẻ người Pháp. Với nhiều người, Mbappe chẳng khác gì một đứa trẻ xấu tính bị mắc bệnh ngôi sao khi anh liên tục có những hiềm khích với các đàn anh trong đội và tần suất vướng vào rắc rối của anh chàng này giờ còn nhiều hơn cả hiệu suất ghi bàn của anh. Nhưng có một điểm khác biệt ở Mbappe so với những ngôi sao khác, đó là anh không bao giờ ngần ngại công khai mọi vấn đề xung quanh mình. Sau khi được cho là có xích mích với người đàn anh Giroud, Mbappe đã tổ chức một buổi họp báo để trình bày rõ ràng mọi chuyện và phần nào giúp ổn định phòng thay đồ của đội tuyển Pháp trước thềm Euro 2020. Vào ngày hôm qua, anh lại có một buổi phỏng vấn độc quyền với tờ L'Equipe để dẹp bỏ mọi tin đồn về những lục đục nội bộ tại Paris Saint-Germain, đồng thời công khai muốn rời khỏi Paris trong thời gian tới. Có thể thấy rằng Mbappe không hề ưa thích bị truyền thông buộc tội vô cớ một chút nào, và anh cũng muốn mọi chuyện liên quan đến mình phải rõ ràng và minh bạch. Trong buổi phỏng vấn này, tiền đạo người Pháp thừa nhận, đúng là tôi có nói vài lời không hay về Neymar lúc đó, nhưng đó là chuyện thường xuyên xảy ra trong bóng đá. Ngay sau khi mọi chuyện bị thổi phồng lên, tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi. Trước đây giữa chúng tôi cũng từng xảy ra vài chuyện như vậy, và cả sau này cũng thế, bởi chúng tôi đều muốn giành chiến thắng. Không cần thiết phải làm quá lên như vậy, tôi rất tôn trọng anh ấy. Vậy là câu chuyện về hiềm khích giữa Mbappe và Neymar coi như đã xong, nhưng đó chưa phải là tất cả nội dung của buổi phỏng vấn. Tôi muốn rời khỏi Paris Saint-Germain. Đó mới chính là câu nói đã khiến cho giới túc cầu dậy sóng. Còn ban lãnh đạo của đội bóng nhà giàu nước Pháp thì có lẽ đang ngồi trên đống lửa. Kylian Mbappe là vậy, luôn luôn thẳng thắn và chẳng sợ mất lòng ai. Mbappe cũng phủ nhận tin đồn cho rằng anh đã từ chối 6 đến 7 lời đề nghị gia hạn hợp đồng và không muốn nói chuyện với chủ tịch của đội bóng. Thay vào đó, tiền đạo người Pháp khẳng định rằng tình cảm mà anh dành cho Paris Saint-Germain không khác gì ngoài sự biết ơn và tôn trọng. Điều tôi muốn khi ra đi đó là mọi người đều có thể hài lòng, cả bên mua, bên bán cũng như chính tôi. Tôi muốn ra đi một cách đường đường chính chính bằng một bản hợp đồng có lợi nhất có thể cho các bên. Tôi cũng muốn đội bóng của mình có thêm thời gian để tìm kiếm sự thay thế cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ đối đầu với Paris Saint-Germain bởi như vậy là vô ơn. Tôi không thể nào làm vậy với đội bóng đã giang tay chào đón tôi khi tôi mới 18 tuổi và cho tôi rất nhiều điều trong 4 năm qua. Tôi luôn muốn được ra sân trong bất kỳ hoàn cảnh nào để chứng tỏ tôi là một cầu thủ hàng đầu và không điều gì có thể làm tôi sao nhãng. Tôi sẽ chiến đấu cho đến ngày cuối cùng của mình ở đây.
tôn trọng đội bóng hiện tại nhưng không giấu giếm mong muốn ra đi để tìm thử thách mới. Đó là những gì mà Mbappe muốn nói với toàn thế giới. Cậu bé vàng của bóng đá Pháp chứng minh rằng mình không hề nói suông khi anh vẫn đang thể hiện một phong độ ổn định như thường lệ mỗi khi khoác lên mình màu áo của Paris Saint-Germain. Trong 11 trận ra sân ở mùa giải này, Mbappe đã đóng góp 4 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo và vẫn đang thể hiện vai trò vô cùng quan trọng giữa giải ngân hà được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mauricio Pochettino trong bối cảnh cả Neymar lẫn Messi dường như vẫn chưa thật sự vào guồng. Nhưng khi một trong những ngôi sao hàng đầu của đội bóng công khai muốn ra đi, chắc chắn đó không phải là điều dễ chịu với bất kỳ một câu lạc bộ nào. Những tiếng lào ó hướng đến tiền đạo mang áo số 7 đã bắt đầu xuất hiện trên các khán đài sân công viên các hoàng tử từ một vài trận đấu trước. Và có lẽ tần suất của chúng sẽ còn gia tăng ở những trận đấu tới. Mặc dù bày tỏ lòng tôn trọng tuyệt đối với Paris Saint-Germain, nhưng lời phát biểu của Mbappe chẳng khác gì một cái tát vào mặt những người Paris vào thời điểm này. Cuộc sống trước mắt chắc chắn không hề dễ dàng. Với cả Paris Saint-Germain cũng như chính Mbappe, khi cuộc chiến dai dẳng này chưa thấy dấu hiệu cho thấy hồi kết. Hợp đồng của Mbappe sẽ đáo hạn vào mùa hè tới, còn giờ thì anh công khai muốn ra đi. Liệu Paris Saint-Germain đã nghĩ gì khi từ chối lời đề nghị lên tới 200 triệu euro từ Real Madrid trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng? Nếu như Mbappe thật sự rời khỏi Paris vào mùa hè tới với giá không đồng, đó có lẽ sẽ là thất bại đau đớn nhất dành cho Paris Saint-Germain trong kỷ nguyên mà đội bóng này được thống trị bởi những ông trùm dầu mỏ. Còn với Mbappe, có lẽ số lượng anti-fan của anh lại tăng lên không ít sau buổi phỏng vấn hôm qua. Vốn dĩ với những tai tiếng cả trong lẫn ngoài sân cỏ trong thời gian qua đã khiến cho anh phải đối diện với rất nhiều những lời chỉ trích. Mbappe rõ ràng là không muốn hình ảnh của mình trở nên xấu xí trong mắt các khán giả. Bằng chứng là mỗi khi vướng vào những vụ lùm xùm, anh sẵn sàng công khai trình bày rõ ràng mọi vấn đề xung quanh bản thân mình. Nhưng dù cho có như vậy thì cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi định kiến từ một bộ phận khán giả được gọi với cái tên anti-fan. Không phải tự nhiên mà người ta ghét anh, bởi có vô vàn lý do khiến cho mọi người bị thù ghét, nhất là với một ngôi sao lớn thì điều đó lại càng không thể tránh khỏi. Nhưng cũng nhờ đó, sẽ có một vài anti-fan của anh lại trở thành một fan hâm mộ. Chàng trai này thật kỳ lạ, nhưng anh ta cũng thật đàn ông khi thẳng thắn như vậy. Con người họ kỳ lắm, đôi khi họ yêu, đôi khi họ ghét. Nhưng về cơ bản, sự thay đổi đến là vì họ cảm thấy nó xứng đáng. Liệu Mbappe có thật ngông hay đó là cá tính? Ranh giới giữa hai khái niệm này quả thật hết sức mong manh. Ở độ tuổi ngoài 20, nhưng đã là một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới và sở hữu chiếc cúp vàng World Cup trong bộ sưu tập của mình. Hẳn là Mbappe có lý do để đặt mình ở một vị trí khác biệt so với nhiều người đồng nghiệp khác. Ở vị thế của mình, Mbappe nhận được sự soi mói cũng như dòm ngó lớn hơn bất kỳ ai khác và mỗi hành động của anh đều có nguy cơ xuất hiện trên trang nhất của các mặt báo vào ngày hôm sau. Điều quan trọng nhất với Mbappe đó là anh vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Mỗi tuần anh đều đặn ra sân và ghi bàn, còn những vấn đề ngoài sân cỏ thật khó để có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bài phỏng vấn của Mbappe có thể khiến cho nhiều người thêm ác cảm với anh, nhưng chắc chắn cũng sẽ khiến cho nhiều khán giả phải thay đổi suy nghĩ dành cho cầu thủ được gọi với cái tên cậu bé vàng của bóng đá Pháp. Rõ ràng, thẳng thắn, dám nói, dám làm và không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ. Đó chính là cá tính của Mbappe, cá tính của một trong những ngôi sao lớn nhất trên bầu trời bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại.